Thưa quý vị, trong vòng 10 năm qua thì tình hình bệnh lý tim mạch tại Việt Nam gia tăng nhanh, có xu hướng trẻ hóa. Tim mạch cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nước ta. Và trước tình hình đó, việc tầm soát sớm bệnh tim mạch trở thành một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Và hiện nay thì nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng tại các cơ sở y tế, giúp người bệnh thêm cơ hội hồi phục. Và thông tin trên đã được đưa ra tại hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch được tổ chức tại Bệnh viện 19 tháng 8 vào sáng ngày 10 tháng 9. Khoa nội tim mạch Bệnh viện 198, trung bình có khoảng 50 bệnh nhân nằm điều trị nội trú. Nếu như trước đây, không ít trường hợp phải chuyển lên các tuyến trên để thực hiện các kỹ thuật can thiệp, thì nay đã có thể làm ngay tại bệnh viện. Hiện nay những kỹ thuật như ví dụ như đốt RF, sóng radio để điều trị những cái rối loạn nhịp tim, lập bản đồ, đặc biệt là lập bản đồ 3D trong điều trị những rối loạn nhịp phức tạp. Và trong cái năm nay thì cũng rất đáng mừng là chúng tôi đã triển khai thêm cái kỹ thuật là đặt stent graft động mạch chủ. Từ khi mà chúng tôi triển khai các cái kỹ thuật can thiệp mạch tại bệnh viện thì các bệnh nhân nặng đều được xử lý tại chỗ và không phải chuyển lên tuyến trên. Thì đấy là một cái lợi ích cực kỳ lớn cho bệnh nhân khi vào cấp cứu khám tại Bệnh viện 198. Bệnh nhân 61 tuổi này xuất hiện tình trạng bất thường về sức khỏe và được chuyển tới Bệnh viện 198 ngay gần nhà. Các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu cơ tim cấp và chỉ định đặt stent mạch vành ngay trong đêm. Nó đau, nó cứ đau ở trong này mà nó ấy lên. Lúc đấy là mồm cứ há ra, đau, nó đau kiểu nó nhăn mặt, nhăn miếu mà đau, nó tức, nó đau quặn hết cả lên. Các nghiên cứu cho thấy việc phát hiện và can thiệp sớm có thể giảm tới 50% nguy cơ tử vong do các biến cố tim mạch. Hiện nay nhiều kỹ thuật mới đã được đưa vào thực hiện tại các tuyến y tế cơ sở, từ đó giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời, góp phần giảm tải cho y tế tuyến trên. Cả nước Việt Nam của chúng ta đã có 142 trung tâm có thể làm tim mạch can thiệp. Và các trung tâm đấy đều có thể can thiệp được những cái cứu được những bệnh nhân cấp cứu là những bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Bởi vì chúng ta biết nhồi máu cơ tim bây giờ biện pháp can thiệp là biện pháp duy nhất đạt hiệu quả cho bệnh nhân. Nhưng cái vấn đề số 2 là yếu tố thời gian là phải kịp thời, chúng ta cũng không thể chuyển bệnh nhân tới chỗ nào được. Tôi có thể khẳng định là đối với các bệnh lý tim mạch hiện nay thì người bệnh tim mạch Việt Nam không phải đi ra nước ngoài chữa bệnh. Đấy là điều chắc chắn, bởi vì tất cả những kỹ thuật cao nhất là chúng ta có thể tiến hành và làm được ở Việt Nam như vậy. Hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch được tổ chức tại Bệnh viện 198, có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành về tim mạch, qua đó giúp y tế tuyến cơ sở có thêm nhiều cơ hội để học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Những cái buổi này, Bệnh viện 198 được tiếp cận với những kiến thức mới, được cập nhật kiến thức mới, được trao đổi, học hỏi từ chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực ở trong nước, mà cũng là cái dịp để y tế công an nhân dân tiếp cận hơn nữa với những kỹ thuật và từ đó có thể ứng dụng trong cái thực hành điều trị hàng ngày. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch mạn tính ở nước ta đã tăng lên đáng kể. Năm 2010, tỷ lệ này ở người trưởng thành là khoảng 4%, tương đương với khoảng 3,4 triệu người. Tuy nhiên đến năm 2020, con số này đã tăng lên gần 8%, tương đương với hơn 7 triệu người, gấp đôi so với một thập kỷ trước. Đây là một sự gia tăng đáng báo động, phản ánh xu hướng phát triển nhanh chóng của bệnh lý tim mạch trong cộng đồng.